của mình. Mọi người ơi, hôm nay mình lại vào bếp làm cái món cá salmon kho. Thì đây là mình mới kho xong nè. Mọi người thấy có ngon không? Cá salmon này kho không cần phải thắng nước màu, rất là đơn giản. Nhiều người không biết thắng nước màu thì có thể làm cái cá kho theo cái cách của mình chia sẻ, và nhưng mà phải có màu dầu điều và đường nâu nha mọi người. Mọi người thấy có được không? Nếu ai thấy thích món cá salmon, cá hồi kho để ăn kèm với rau luộc, đây mình có rau dĩa rau bắp cải luộc với lại cà rốt để cho cải nó thêm ngọt để ăn kèm với cá kho. Thì mọi người thấy thích món cá kho của mình thì mời mọi người theo dõi video của mình, và nếu thấy thích thì hãy làm thử coi cái cách cá kho cá kiểu này ăn có ngon giống như mình nói không nha. Cá thơm không tanh và rất là đậm đà, đơn giản, rất là dễ làm luôn. Và để làm món cá hồi kho thì đây mình có một khứa cá hồi ha. Cá miếng cá này cũng to đó, mình đã rửa sạch, và bên đây là gia vị để tí nữa mình sẽ chia sẻ sau. Và trước tiên thì mình sẽ xắt cá này ra theo như sở thích của gia đình mình, thì mình xắt miếng vuông vuông giống như là thịt kho tàu vậy đó mọi người. Cá kho tổ, cá kho thì mình cũng cắt miếng to, chứ cắt nhỏ quá thì nó nát, mà cắt to quá thì nó không có thấm miếng cá, cho nên mình sẽ cắt một miếng vuông vuông như vậy ha. Thì đó là mình cắt theo sở thích của mình, còn nếu ai có idea nào cắt đẹp hơn thì cứ cắt theo sở thích của gia đình mình ha. Thì mình thấy cắt như vậy là được đó, mình sẽ cắt ra. Cá hồi mình phải rửa sạch với chanh, với giấm, với muối ha, rồi để ráo đó, chứ không phải mua ở chợ về là mình xắt đâu nha, mình đã rửa rồi. Và bây giờ mình sẽ đi ướp cá với lại đường. Thì chỗ cá này mình sẽ ướp với 2 muỗng canh đường nâu, đường vàng, đường cát vàng á mọi người. Thì nó mình sẽ ướp cá với lại đường trước để cho nó bán mùi tanh của cá, và cái đường nâu thì nó sẽ làm cho cá tí nữa kho ra nó cái màu của nó đẹp hơn là đường cát trắng. Thì vì mình không có thắng nước màu ha, thì bây giờ mình sẽ trộn đều để ở đây cho nó thấm đường. Thì trong khi chờ cá thấm đường thì mình sẽ đi đập hành tỏi. Đây mình có 2 củ hành tím, mình sẽ đập dập và mình xắt ra, xắt to to, ba sồn ba sực, chứ không có xắt nhuyễn băm nhuyễn ha. Thì mình thích như vậy, ai thích băm nhuyễn thì băm, nhưng mà mình kho cá thì mình không cần băm nhuyễn. Và tỏi cũng vậy, mình sẽ đập dập và xắt to to ra, chứ không có băm nhuyễn luôn. Hành lá mình sẽ cắt khúc, hành lá sẽ cắt khoảng 1 inch như vậy, chứ không có cắt giống như là nêm vô canh ha, hay hủ tiếu ha. Đó, cắt nêm vô cá kho thì mình sẽ cắt khúc như vậy. Và ớt đây mình có 3 trái thì mình sẽ lấy 2 trái, mình sẽ bỏ cái hột nó đi, tại vì cái hột mình sợ cay á, tại ớt này là ớt cay, cho nên mình sẽ bỏ hột và băm sắt nhỏ ra. Mình bỏ cá thì phải cay cay, nhưng mà mình sợ cay quá con mình nó ăn không được, cho nên mình chỉ thấy 2 cái thôi. Và tí nữa chắc mình lấy thêm 1-2 trái nữa, mình sẽ bỏ lên mặt cái nồi cá kho cho nó đẹp thôi, chứ cũng không có dám bỏ nhiều, không có dám băm nhuyễn nhiều. Đó, bây giờ đã xong. Cá bây giờ nó đã tan hết đường rồi ha. Mình sẽ ướp vô đây nước mắm. Thì nước mắm nhà mình ăn nước mắm ngon thì mình nêm ít, còn cái tại vì nước mắm nó nhiều độ đạm thì nó sẽ mặn. Thì mình đây mình sẽ nêm 4 cái muỗng này nước mắm cho cái số cá này của nhà mình ha, tùy theo khẩu vị của mỗi người ha. Trong món cá này mình không có nêm muối ha. Rồi, 4 muỗng ha. Và mình sẽ nêm vô đây một xíu bột ngọt, và mình sẽ bỏ vô đây một muỗng này dầu điều cho cái màu cá nó đẹp, mình không có thắng nước màu á, cho nên chỉ cần cái màu dầu điều và cái màu đường nâu ha. Thì đây mình bỏ gần 2 muỗng màu dầu điều, mình sẽ trộn vô đây, mình ướp ở đây
thêm một xíu nữa cho nó thấm cá rồi mình sẽ đi kho ha. Bây giờ mình sẽ đi kho cá thì mình kho bằng cái nồi đất này, nồi đất nhỏ nhỏ xinh xinh này. Thì cái nồi này nóng mình sẽ bỏ cái dầu này á, là dầu hành tỏi mình phi, mình để sẵn đây để mình kho cá hay mình làm như đây, mình sẽ cho vô đây một xíu. Tại cá salmon nó cũng béo rồi, mình không cần cho nhiều, nếu mà cá nào nó không béo thì mình cho nhiều dầu hơn, nhưng mà cá salmon nó béo thì mình cho chừng đó thôi. Và mình sẽ chán đều cái nồi này ha, thì cá tí nữa nó không có bị cháy khét á, cho nên mình cầm mình lắc vậy đó, chán đều hết cái nồi, chán đều hết nha. Mình cao thêm xíu thôi mà chứ mà đó. Xong rồi mình sẽ bỏ hành tỏi vô, thơm lắm mọi người, hành dầu hành này nó đã thơm thơm lắm đó. Bỏ vô mình xào sơ thôi, mình làm cho nó tung tóe lên trên đây là trên cái dành nồi nè. Vô. Đó thì mình sẽ cho ớt vô và bỏ cá vô ha. Mà bây giờ nó đã thơm lắm rồi, mình tiếp tục mình cho ớt vô luôn, cho ớt vô cho nó thơm luôn. Còn trái ớt này để chút nữa mình để lên trên, chứ bỏ nhiều vô sợ cay lắm mà. Vô ăn ra đây một miếng ớt. Mình sẽ vặn để nhỏ xuống và gắp cá vô. Mình cho nước dừa vô trước. Tí nữa mình sẽ chở cá ha, chở cho cái nó đều, nó chín đều. Xanh thế rồi thì mình sẽ bỏ một xíu nước sôi vô đây, nước này là nước sôi để cho cá nó chín ha. Và nồi cá nó đang sôi như vậy sắp chín rồi đó, mình đã nêm thử và mình cần thêm nêm một xíu đường thì mình sẽ cho thêm đường vô ha mọi người, và chắc thêm một xíu nước mắm nữa. Cá này kho thì nó phải mặn mặn ngọt ngọt thì mới ngon ha. Mình sẽ cho thêm một xíu nước mắm. Rồi sẽ sôi đây cho nó thấm thêm một xíu nữa và mình nêm nếm ớt hành tiêu rồi vô là xong. Đây nồi cá của mình đã sôi và cái nước nó đã cạn rồi đó, mình thấy như vậy là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy trái ớt vô. Ớt này vô để cho nó đẹp thôi chứ mình không dám ăn, tại vì ớt này là ớt Thái á, mọi người, nó cũng cay á, để cho nó có đẹp thôi. Tại mình nãy mình đã có băm hai trái rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ớt và hành lá vô ha.
xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Nhưng mà đỏ đỏ ớt thì em nhỏ nó thấy nó sẽ khóc. Và mình sẽ nêm tiêu lên. Đó là mình có một cái nồi cá kho để mình ăn với lại rau luộc hay là canh gì đó. Hôm nay nhà mình sẽ ăn rau bắp cải luộc. Thì nhà mình là đạo Công giáo, mùa này bắt đầu vào mùa chay thì mình thường hay làm món cá để ăn chay, tại vì đạo Công giáo có thể ăn cá được ha, thì mình hay làm món cá này. Vậy nếu mọi người thấy thích món cá kho kiểu này, không cần phải thắng nước màu, màu lên đẹp là nhờ đường nâu và màu dầu đều, thì hãy vô bếp làm món này để ăn thử coi coi mình nói kho kiểu này nó ngon. Mọi người thử hãy làm theo coi có ngon hay không nha. Và mình xin tạm dừng cái video clip cá kho hôm nay tại đây và hẹn tất cả mọi người vào video clip tiếp theo. Và mến chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và may mắn hơn năm cũ nhiều nha. Xin chào, bye bye.